Trên tay mình đây là chiếc Frederick Constant. Chiếc này là phiên bản Limited 2888 chiếc trên thế giới này. Có cái dial của nó màu xanh navy, anh em có thể thấy đây. Dial xanh navy rất là đẹp. Cái thiết kế của con này nó khá là khỏe khoắn, với một cái bộ khóa chống gập của hãng như thế này đó. Chiếc này thì được đánh số pha với cả số học trò, thế nên nhìn trông nó rất là khỏe đó. Cái lòng của nó này thì được chia làm two tone, tức là được chia làm hai tông. Một cái dial bên ngoài đây là nó làm bóng, và cái gấp ở vòng tròn tâm bên trong nó làm vân 3D, vân Gouache đó. Vì thế là anh em sẽ khi mà nó có khúc xạ ánh sáng thì anh em nó sẽ nhìn thấy được cái độ lấp lánh của nó này. Với cái thiết kế là cái bộ cọc kim đó, kim như thế này và có dạ quang anh em nhé. Với cái thiết kế dạ quang như thế này thì hỗ trợ cho anh em xem được đồng hồ buổi tối đó, cho nó dễ quan sát. Chiếc này là một chiếc lướt, tình trạng còn rất là đẹp, dây da cá sấu đó. Chiếc này là có cây spec là lộ cơ đó. Phiên bản này là phiên bản runabout, tình trạng là dùng rất là dữ, chỉ có cái phần mặt lót này thì nó có ám một chút mồ hôi, thì cái là nó không tránh khỏi được. Độ mỏng rất là hoàn hảo đó. Chất thép của con này thì rất là sáng. Ok, chiếc này thì hiện tại thì mình đã có khách nó đặt cọc, anh ấy rất là ưng cái chiếc này. Thế đây là mình tranh thủ mình review lại một chút để cho anh em thấy được cái vẻ đẹp của nó. Hiện tại con này ở trong hãng thì đang phân phối khoảng gần 40 triệu đó. Bên mình đưa thì chỉ có hơn 10 triệu thôi, giá rất là tốt. Anh em nếu có nhu cầu muốn đặt hàng thì có thể inbox cho mình để có thể sắp xếp những cái kèo về sau, mình sẽ tìm được những cái deal rất là tốt dành cho anh em. Đó, hơn 10 triệu cho một chiếc Frederick Constant, chiếc này full box mới, còn rất mới. Anh em có thể nhìn thấy cái phần dây của nó đây, dây của nó còn rất là đẹp. Ok nhá, xin chào và hẹn gặp lại anh em.